Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Sức khỏe và Dinh dưỡng hàng tuần của chúng tôi. Và tôi là bác sĩ Lê Văn, chuyên chữa những chứng bệnh thoát vị đĩa đệm. Và ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị những thông tin rất hữu ích về những tư thế ngồi tốt nhất cho những quý vị nào làm việc ở văn phòng, cũng như những ai đang bị chứng bệnh đau lưng, đau cổ do thoái hóa cột sống, cũng như tệ hơn nữa là những ai đang bị những chứng bệnh thoát vị đĩa đệm. Và cho những ai muốn ngăn ngừa những chứng bệnh đau cột sống, đau lưng, đau cổ, và những ai muốn có sức khỏe tốt, nâng cao sức khỏe tốt và bảo vệ sức khỏe cột sống của mình, thì tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần video kế tiếp. Mến chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Dr. Lê Văn, kênh chuyên về sức khỏe và bệnh thoát vị đĩa đệm. Người bệnh thoát vị đĩa đệm nên ngồi tư thế nào là tốt nhất? Thói quen ngồi lâu có nguy cơ khiến cột sống nhận thêm tổn thương, từ đó làm cho bệnh thoát vị đĩa đệm dễ trở nặng hơn. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề như nhân viên văn phòng, việc thường xuyên ngồi một chỗ là không thể tránh khỏi. Tình trạng ngồi lâu một chỗ trong nhiều giờ sẽ khiến cột sống ngày càng tổn thương. Đặc biệt đối với bệnh nhân bệnh thoát vị đĩa đệm thì tình trạng bệnh lại càng diễn biến xấu hơn. Tuy nhiên, nếu công việc của quý vị là nhân viên văn phòng hoặc các ngành nghề khác phải thường xuyên ngồi nhiều thì việc ngồi lâu là không thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta nên biết được đâu là tư thế ngồi đúng để làm giảm áp lực lên các đĩa đệm. Một, ngồi thẳng lưng. Đầu tiên hãy ngồi thẳng lưng, khuỷu tay vuông góc với cánh tay khi ngồi làm việc. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn những chiếc ghế có phần tựa lưng thẳng hoặc ghế dành riêng cho người bị thoát vị đĩa đệm. Hãy duy trì tư thế ngồi thẳng để thành thói quen nhé. Thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tình trạng bệnh của quý vị. Tiếp theo, nếu quý vị làm việc trên màn hình máy tính thì phải đặt vừa tầm mắt, hạn chế cúi đầu hoặc ngước lên để tránh áp lực lên cổ. Giữ khoảng cách từ ghế đến màn hình một cách phù hợp và điều chỉnh màn hình vừa sáng để không gây hại mắt, đồng thời điều chỉnh độ cao của ghế, sao cho chân luôn tiếp xúc với mặt đất. Bên cạnh đó, sau thời gian tầm 60 phút, quý vị và các bạn nên đứng lên, vận động nhẹ nhàng, điều này giúp máu huyết lưu thông và giảm áp lực lên cột sống. Những tư thế ngồi nào nên tránh? 1. Ngồi xổm. 2. Ngồi vắt chéo chân. Đó là hai tư thế ngồi nên tránh cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm. Trong video trước, bác sĩ Lê Văn có hướng dẫn những tư thế nằm ngủ đúng cách giúp bệnh nhân thoát vị đĩa đệm và bệnh trào ngược dạ dày. Mời quý vị tham khảo bên dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến phản hồi, vui lòng comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.